Hello. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy cánh pano hình. Thì để chạy được một cái cánh hình như thế này, mình cần phải có ba là mũi ha. Nhất là mũi hình, mũi hình cánh ha, của hai tầng. Rồi thứ hai là một mũi vê bít, mũi vê bít ha. Rồi thứ ba là một mũi cắt ha. Rồi đây mũi vê bít là mình sẽ âm số 7, mà mũi mình sẽ âm số 7 luôn ha. Mũi mình đây đó, bạn thấy không? Về đây sẽ chạy về bít ha, sẽ chạy xuống như vậy thì nó đi ngang mà. Thì khoảng cách nó sẽ ra sao? Thì từ ngoài mép vô trong đây là 6 phân, 6 phân, 6 phân ha. Đó, 6 phân. Rồi tiếp tục các bạn sẽ ấp xét từ cái đường này vô, mình đã ấp xuống 7 ly nên mình sẽ offset, sẽ up xuống 7 ly đúng không? Thì mình sẽ offset một đường vô là 13. Tại vì sao là 13? Vì đây, vì đường này là 6 nè. Đường này là 12 nè, 12 là chia đôi là đoạn 6 nè. 12, 1/2, con hình này là 1/2, sẽ chia đôi ra là 6 ly, 6 hợp tổng cho 7. À, 6 cộng 7 sẽ là 13. 6 cộng 7 là 13 ha. Thì mình sẽ lấy từ đường này nó xét vô 13 ly. Để 13 ly nó sẽ là cái đường chính giữa đây nè. Đó, sẽ chạy một đường này một hình. Đó là cái đường này nè, đó là sẽ là chạy âm xuống 7 luôn. Nó sẽ là chạy đường on đường giữa ha. Chạy xong cái hình này, xong rồi mình bắt đầu mình sẽ chạy cái thằng cái vít này. Cái vít này là từ ngoài này vô đây là 60 phân, sẽ chạy in, chạy trong để cho nó chạy với vít á, nó sẽ chạy xuống dài rồi chạy ngang này đó. Rồi xong số thứ ba là mình chỉ cần cắt ngoài, cắt ngoài thì cũng được giao bố thôi, cắt ngoài là xong ha. Thì mời các bạn cùng theo dõi mình chạy hình nhé. Give it to me like... Dành cho máy một đầu nha các bạn. Thì đầu tiên sẽ thay
đầu thì nó hình tình hay là hình tình. Bằng mắt ta đừng cách đất hành.